Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nghe vậy. Thì trong cái bản tin đó là ngày hôm nay đó vậy, thì em cũng muốn lên đó, em cập nhật cho quý vị một cái thông tin thì nó cũng cực kỳ là vui và cũng cực kỳ là mắc cười luôn quý vị. Chắc hẳn quý vị của bạn cũng biết một cái kênh thì của luật sư Thanh Từ Trần và một cái kênh là của cô Duyên Mai mình đúng không quý vị? Thì chắc hẳn á, thì hai người này thì hầu như cũng không có xa lạ gì với cô gì chú bác khi mà hai người này thì cũng lên binh vực và bảo vệ cho tỉnh Thất Bồng Lai hay là thầy ông nội rất là nhiều đó quý vị. Và hầu như hai người này hàng ngày á thì lên trên mạng xã hội thì đấu tố với những anh em YouTube hoặc là nói rất là nhiều những cái thông tin mà liên quan tới tỉnh Thất Bồng Lai, là nói tỉnh Thất Bồng Lai sẽ được trong sạch và sẽ sắp được giải vinh quang gì đó rất là nhiều thứ đúng không vậy? Hay là quý vị cũng thấy trong mấy ngày hôm nay nè, từ lúc mà cái cô luật sư Thanh Từ Trần mình dạch mặt cái cô Duyên Mai về những cái vấn đề như là có liên quan tới những vấn đề như là ăn chặn tiền của một số mạnh thường quân gì đó quý vị, thì quý vị cũng thấy trong mấy ngày hôm nay đang có những cái sự đấu đá giữa hai người này. Và trong cái thông tin mà em muốn chia sẻ cho quý vị là ngày hôm nay là nó cực kỳ là nóng. Quý vị biết là em nghe đâu á, là một cái nguồn thông tin cũng được trên cộng đồng mạng chia sẻ rất là rộng rãi, là cái cô luật sư Thanh Từ Trần mình đó vậy, nghe đâu á có thuê một số dân giang hồ, anh chị ở đâu đó để tìm kiếm cô Duyên Mai, để xử cô Duyên Mai hay gì đó vậy. Ghê quý vị, nghe mà lạnh sống lưng luôn vậy. Quý vị thấy không, ngày nào á thì chị em thì bây giờ á, chỉ vì một chút xíu những cái đồng tiền của mạnh thường quân mà hai người này bắt đầu thì cũng như là trở mặt với nhau vậy, cũng không xem nhau ra gì. Thậm chí bây giờ là tới cô luật sư Thanh Từ Trần rất là ghét cái cô Duyên Mai mình. Quý vị thấy không, có nhiều lần trước thôi, khi mà cái vụ việc của cô luật sư Thanh Từ Trần lên liên đoàn luật sư làm việc đó vậy, thì lúc đó thì cái cô Duyên Mai cũng lên tiếng như là an ủi và động viên cho cô luật sư Thanh Từ Trần rất là nhiều. Thì chắc chắn có thể cái lúc đó, thời điểm đó thì cái cô luật sư Thanh Từ Trần chưa biết được là về cái vấn đề như là của cô Duyên Mai mình như thế này thế nọ thế kia gì đó, thì có chắc chưa xác định được cái thông tin. Và trong trong biết thì cái cô luật sư Thanh Từ Trần mình đó về căm ghét cái cô Duyên Mai đến mức độ nào, hay là bây giờ cô Duyên Mai đưa lên khá là nhiều thông tin mà liên quan tới cô luật sư Thanh Từ Trần. Thậm chí quý vị và các bạn biết là cái cô Duyên Mai còn có thể là xúc phạm hoặc là chửi luật sư mà ngu như bò nghe vậy, chửi nói chung chắc có thể là chửi cái cô luật sư Thanh Từ Trần mình, tại vì để một cái hình của cô ta mà về thì chắc chắn là chửi cô ta rồi, chứ không phải là chửi ai khác. Chắc là nhiều khi mà cái cô luật sư Thanh Từ Trần bị cái cô Duyên Mai đăng những cái tab cộng đồng chửi và xúc phạm như vậy, và cô ta có thể là rất là bức xúc. Và quý vị cũng biết khi mà bức xúc thì chắc chắn cô ta sẽ đi thuê, chắc đi chơi những cái chiêu giang hồ mỏm đó về. Thì chắc hẳn quý vị cũng biết rồi, cái cô luật sư Thanh Từ Trần mình ưa xài những cái chiêu mà giang hồ mỏm khi mà ai mà đụng tới tỉnh Thất Bồng Lai hoặc là thế này thế nọ thế kia đó. Thì bây giờ tới cái cô Duyên Mai mình cũng vậy, lên xúc phạm hoặc là có thể là vu khống cái cô luật sư Thanh Từ Trần, hoặc là đưa nhiều cái bằng chứng, nhiều cái thông tin mà liên quan tới cô luật sư Thanh Từ Trần lên trên mạng xã hội, thì cô ta mới chơi những cái chiêu như là thuê giang hồ, thuê dân anh chị ở đâu để đòi xử cái cô Duyên Mai mình. Thì chắc hẳn cái cô Duyên Mai cũng đã nhận được cái nguồn thông tin này rồi. Và không biết á, thì quý vị thấy không, hầu như á, là cái cô luật sư Thanh Từ Trần mình đó vậy, thì cũng giỏi về luật lắm, cũng am hiểu về luật lắm, nhưng mà tại sao là chơi những cái chiêu trò muốn thuê giang hồ xử cô Duyên Mai. Nói chung em ủng hộ cô Duyên Mai, nói chung là em rất là ủng hộ cô Duyên Mai khi mà cô Duyên Mai vạch mặt được cái cô luật sư Thanh Từ Trần mình, hoặc là đưa được nhiều cái thông tin mà liên quan tới cái cô luật sư Thanh Từ Trần này. Tại vì em không phải là em binh vực về cô Duyên Mai, tại vì em thấy cô Duyên Mai á thì cổ chỉ lên mạng xã hội, cổ chỉ là binh vực cho tỉnh Thất Bồng Lai, thậm chí thì cổ có thể là lên trên mạng xã hội cổ xúc phạm thiệt, cổ từng xúc phạm chửi rất là nhiều người, rất là nhiều những cái kênh YouTube, thì vì một cái mục đích là cổ binh vực và bảo vệ tỉnh Thất Bồng Lai, thì mình không thể là mà ngăn cản được cái định hướng của người ta. Thì mình ủng hộ bên cô Hằng đó, thì bây giờ cô ta thì ủng hộ bên gừng sĩ,
và một số người trong tỉnh Thất Bồng Lai đó, thì mình cô ta lên phản biện, ai nói về tỉnh Thất Bồng Lai thì thậm chí cô ta có thể lên chửi xúc phạm, thì cái đó để chuyện cho cơ quan chức năng xử lý người đó, đúng không vậy? Đã những lời nói của cô là chửi rủa xúc phạm người khác thì sẽ dính vào những vấn đề bao một, thì để cho cơ quan chức năng người ta xử lý, chứ mình cũng chỉ lên phản biện mà thôi. Nhưng cái vấn đề mình muốn chia sẻ, mình muốn biết là tại sao, vì cái lý do gì mà cô Duyên Mai lại vạch mặt cô thực cái cô luật sư Thanh Từ Trần lên trên mạng xã hội, thì mình rất là vui. Quý vị biết ha, cô ta nói cái cô Duyên Mai vạch mặt thì cũng phải rồi, về trong khi ấy, cái cô luật sư Thanh Từ Trần lại không làm, đang làm luật sư mà tự nhiên bỏ cái nghề luật sư và bỏ cái nghề làm thủ kho luôn, và cô ta chuyển sang đi làm YouTube và kiếm tiền từ YouTube. Và cô ta nói là cái cô Duyên Mai ăn chặn tiền của một số mạnh thường quân. Nếu như quý vị biết, nếu mà có những cái bằng chứng đó thì cứ đưa lên trên mạng xã hội đi đó, để cho cộng đồng mạng người ta nhận xét, để cho những fan bên tỉnh Thất Bồng Lai người ta nhận xét cái vấn đề đó, rất là đơn giản đúng không vậy? Mà cô ta thì hầu như em thấy quý vị biết ha, cô ta lâu lâu á, cô ta có một cái thông tin và có một cái bằng chứng nào đó không biết từ đâu đến và cũng không biết từ đâu xuất hiện đó. Hết cô Duyên Mai xong rồi quay tới luật sư Trần Quốc Vũ, vì cũng nhớ cái vụ việc mà cô ta tố tụng luật sư Trần Quốc Vũ lên trên mạng xã hội, lên trên cộng đồng mạng, và nói luật sư Trần Quốc Vũ ăn chặn 200 triệu của một số mạnh thường quân và mê đỏ đen gì đó vậy, rất là nhiều đúng không vậy? Thì từ cái vụ việc đó để luật sư Trần Quốc Vũ xử lý, tại những cái vấn đề vu khống xuyên tạc thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi tay của luật sư rồi, tại luật sư Trần Quốc Vũ là luật sư mà vậy, người ta rất am hiểu về luật đó. Còn cái vấn đề như là cái cô luật sư Thanh Từ Trần lên vu khống cho cô Duyên Mai, nói xúc phạm cô Duyên Mai, thì mình thấy hai người này thì cũng là một trong cái vấn đề như là ủng hộ cho tỉnh Thất Bồng Lai rất là nhiều. Theo lẽ phải là tin tưởng lẫn nhau, phải là giúp đỡ lẫn nhau mới đúng đó. Nhiều lần cô Duyên Mai á cũng lên tiếng là binh vực và bảo vệ lực cô luật sư Thanh Từ Trần rất là nhiều. Hay là quý vị biết có thể là một cái số người nào đó tặng tiền, hoặc là một số mạnh thường quân nào đó bên tỉnh Thất Bồng Lai có thể là cho tiền cái cô Duyên Mai nhiều hơn cái cô luật sư Thanh Từ Trần và cái cô luật sư Thanh Từ Trần thấy được cái vấn đề đó, thấy được sự những cái sự mà tiền bạc nó chênh lệch, bắt đầu cô ta lên trên mạng xã hội tố tụng cô Duyên Mai, thậm chí có thể là thuê giang hồ. Quý vị thấy không, rất là nhiều lần em cũng đã từng bị, chứ không phải vậy không, những cái đợt trước em cũng đã chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái đoạn clip và một cái video và một cái tab cộng đồng là em bị cái cuộc luật sư Thanh Từ Trần cho một số người, hoặc là đăng những cái thông tin hình ảnh của em lên trên mạng xã hội, thậm chí là đưa những cái số tài khoản điện thoại của em lên trên mạng xã hội để làm gì, để cho những cái người fan u mê của cô ta điện thoại cho em, hăm dọa cho em, bởi vì cũng biết là cô ta cũng đe dọa em đó, ghê không vậy? Làm lúc đó em cũng sợ lắm, sợ chứ vậy, tự nhiên mình có làm gì đâu, mình sẽ xuống tỉnh Thất Bồng Lai mà mình bị cô ta chụp hình lại và cô ta đưa lên trên tab của cô ta. Quý vị biết ha, cô ta thì nói chung cũng có một chút tiếng nói trên mạng xã hội và được rất là nhiều người tin tưởng khi mà cô ta đưa những thông tin hình ảnh của ai lên trên mạng xã hội, thậm chí để những số điện thoại của người khác lên trên mạng xã hội, thì cô ta chỉ ghi một số vấn đề là nhờ cô dì chú bác chăm sóc cái số điện thoại này, thì chắc chắn là cái số điện thoại đó sẽ nhận được những cái cuộc điện thoại rất là nhiều, thậm chí bị hăm dọa và đe dọa đó. Đó là những cái lời nói là thật lòng của em nhé. Bây giờ cô Duyên Mai cũng vậy, cũng vướng vào cái hoàn cảnh đó, khi mà cô luật sư Thanh Từ Trần lại đăng những cái tab cộng đồng rồi xúc phạm, rồi thuê giang hồ, rồi xử cô Duyên Mai gì đó hả? Nhưng thì em nói thì về cái vấn đề như là cô Duyên Mai tấn công cô luật sư Thanh Từ Trần thì em ủng hộ hai tay, việc em ủng hộ hai tay. Còn mà cô ta nói về một số những kênh YouTube thì em không đồng ý với quan điểm của cô ta, tại vì cô ta lên cô ta chửi rất là nhiều, thậm chí cô ta buông những cái lời tục tiểu đến những kênh YouTube rất là nhiều, thì mình thấy những cái sự việc đó không đúng. Tại vì mình phản biện á, thì mình bên nào thì mình phản biện bên đó, thì mình nói sao mà cho nó dễ nghe đúng không vậy? Mở miệng ra thì chửi tục chửi tiểu thì là mắc dân quá, không có lịch sự cho lắm. Còn cái vấn đề á thì cô luật sư Thanh Từ Trần đang thuê giang hồ xử cô Duyên Mai, thì em cũng hy vọng cô Duyên Mai có thể là cố thủ, hoặc là có thể là thuê một số dàn vệ sĩ để bảo vệ cho mình, thậm chí là cô có thể là lấy những thông tin này và những cái tab cộng đồng của cô luật sư Thanh Từ Trần có thể lưu lại để gửi đến cơ quan chức năng khi cô Duyên Mai có thể là gặp bất chắc chuyện gì đó. Đó cũng là một lời khuyên của em dành đến cho cô Duyên Mai, tại vì cô Duyên Mai cũng thần chửi em rất là nhiều, nhưng mà em vẫn bên cô ta, tại vì em thấy là cái cô Duyên Mai này còn đỡ hơn là cái cô luật sư Thanh Từ Trần. Cái cô luật sư Thanh Từ Trần chỉ là một cái luật sư vỏ mõm thôi, không có giúp ích được gì cho tỉnh Thất Bồng Lai. Cô Duyên Mai thì cho dù cổ có ghét thiệt, cổ có xúc phạm với nền YouTube, nhưng mà cổ đi một con đường chính, binh vực tỉnh Thất Bồng Lai, hoặc là binh vực một số gần sĩ đó, tức là người theo đúng cái đường của người ta đó, mình không thể nói trách người ta
Đó, mỗi người được có một sự lựa chọn riêng mà vậy đó. Như cô luật sư Thanh Từ Trần thì nó khác, nó đồng đội của mình còn cắn nữa lấy gì đúng không vậy, đồng đội của mình mà còn cắn nó nói gì nữa bây giờ đó. Thì nói chung á, thì cái bản tin là ngày hôm nay đó vậy, thì em cũng muốn lên là em chia sẻ cho quý vị và các bạn thì có bấy nhiêu thôi. Thì quý vị và các bạn có xem kênh đó thì cũng nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh kèm ngay về kênh cái mà kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh cái nó mất đề sức rất là nhiều, năm giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem. Thì quý vị có xem kênh đó thì cũng nhớ là cho em một like luôn nghe quý vị, để cho kênh kèm có độ tương tác thôi quý vị ơi, để em còn động lực mà em làm những cái video mà hay hơn cho quý vị xem. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo ạ. Em xin chào, bye bye quý vị, bye bye.